cứng là do mình thôi. Bây giờ em thấy cái form nó đang rất là cứng, em hiểu không? Nó đang rất là cứng. Một cành lá xuống thôi nè, nó dài nè, nó thước tha nè. Bình thường nếu em thêm một cái lá nó bằng này nữa thì nó sẽ không thước tha được, thì nó sẽ mềm hơn, thì sẽ ngắn hơn nè, có chính có phụ, hiểu không? Trời ơi, con mắt của mình hai bên nó sẽ có bên nó sẽ rõ, giống như kiểu nó to hơn nhỏ hơn, không bao giờ nó chuẩn 100%, được chưa? Đó ý cho nên em cắm, thì chứ em cắm cái lá nó cứ đều đều nhau là nó không có bố cục được rồi nhé. Nó có chính có phụ này ha, nhìn không, vài cái lá thôi, chứ quan trọng là biết tiết chế, chứ không phải lúc nào cũng ô về là làm quá làm lố lên là không được, được chưa? Không phải là lúc nào cũng la, được chưa? Mà tại sao em nghĩ một điều tích cực là mỗi lần anh làm trên clip đi là em có cơ hội được nhiều người biết tới, đã sau này giống như em kiểu như không có muốn làm với anh nữa thì em sẽ có cơ hội nhiều người biết là anh chàng cắm hoa, đúng không? Sao lúc nào cũng nghĩ anh là người gọi là xấu xa như vậy, đúng không? Cho nên mình phải có một cái tâm từ bi tốt một chút, hoan hỷ một chút, đúng không? Chính sao không? Chứ đừng có lúc nào cũng buông lời cay đắng nha. Chí dầu bọn muốn đi giống như là bọn gieo tiếng dữ để rồi bọn đi ha. Anh tới dễ thương hay khai hay khó tính, Thường đúng không? Chính sao đó nè, cái chỗ này mà banh ra nữa thì ra hình tròn, đúng chưa? Vậy thì tiết chế lại cho nó ngắn lại bớt, hiểu chưa? Đó là cái form. Rồi mình phải tôn trọng một cái quyền khi mình đã đi lá trước, có nghĩa là lá định vị được cái form rồi thì cái hoa vô dài hơn lá, ngắn lá, ngắn hơn, đúng rồi. Nhưng mà em bình thường ngắn dài hơn ngắn hơn dài hơn. đó, giống như trong bếp em có nhiều thịt thà em bỏ, em nhồi, em nhét, em nhồi, em nhét vô, hỏi là sao không đẹp, được chưa? Đừng hỏi là tại sao mà người ta cấm đẹp, và đừng hỏi tại sao mình cấm xấu, tại do mình không để ý thôi. Trên đời này không có người cấm hoa đẹp và không có người cấm hoa xấu, do có người quan sát. Và trong quá trình cấm này cái form này quá nhỏ, một lá đi tấp hoa thì nó bơ hư, mình tấp luôn tại chỗ đi, được chưa? Trong trường hợp cần thiết thì cắm kéo, không thôi cắm tay, chưa? Nhà mình cắm tay là văn hóa, nó là đặc trưng rồi, không sao hết, đặc sản của gia đình này rồi, muốn cấm cũng không phải là ai cũng cấm được, được chưa? Tách ra nè cho nó nở ra, được chưa? Rồi buông vô đó. Vậy thì bây giờ tôn trọng nè, tôn trọng nè ha, lá ngắn hơn thì sao, phải ngắn hơn lá nè, được chưa? Mặt tiền không giờ cao đó. Rồi tiếp tục vô cái form này, và lưu ý đây mới chỉ là cái phôi nha bà con cô bác ơi, mỗi lần coi vô xong cứ gớm quá nó cấm cũng có gì đâu, không quan trọng, cắm xong rồi quan trọng. Bây giờ không có xô cái cắm xong, chỉ xô một đoạn ngắn ngắn này thôi, ok chưa? Là theo cái form rồi cho nó dài ra, hai cái lá này không được nè, cắm xong mình có quyền rút ra lại. Cuộc đời con người có lúc sai chứ đâu phải anh cắm lúc nào cũng đúng, đúng không? Chọt một phát mà ăn ngay là xui á nha em, không đơn giản đâu nha, chọt mà lâu lâu mà ăn nó mới được, được chưa? Không phải lúc nào cũng phải chọt ăn ngay, chọt ăn ngay là hiểm họa về sau đó, hiểu chưa? Thì lúc nào cũng vậy, mình cắm mình có quyền sửa, nghệ thuật mà. Mình đi bên trái mình ngắm bên phải, em thấy bạn cắm hoa không? Bên trái bên phải, tới 8 năm chưa xong cục hoa người ta vẫn cắm nó thôi, đúng không? Thì mình có quyền, mình cảm thấy là nó không phù hợp mình có quyền sửa lại, được chưa? Còn khi mà đưa bông hoa vô cũng vậy, các bạn quay người ta tâm lý một chút, người ta đang tách hoa thì làm ơn quay vô bông hoa nè, nó gọi là người có hiểu biết. Còn mình không quay vô bông hoa mình gọi là người không hiểu biết, đúng chưa? Tự nhiên người ta nói cái đứng đơ đó, giống như em bị nhập tâm phải không? Nhập tâm quay hả? Rồi quay ra, rồi sau khi người ta cắm hoa nè, đưa lên đây nè, đó người ta chọt cho đây nè, đúng không? Đâu phải là người ta nói lần đầu đâu, nói hoài nói quỷ, anh là người rất là ít nói, được chưa? Không phải lúc nào mà tụi em có nói nhiều, anh không hề nói nhiều, nói rất là ít, đúng không? Nói cái nào là chắc cái đó, nói cái nào đáng cái đó. Bông hoa thúi đưa làm gì vậy? Em về nấu cơm để dành ăn đi ha. Ta nói gì người ta chửi, tự nhiên mình đưa bông hoa thúi cho người ta cắm xong rồi kêu ta không giữ, có không giữ không? Cái đó em khẳng định nha chứ anh không nói à, anh không giữ không? Đó cái đó non nói nha. Ê, hình như cuối năm nay là quỹ lương bị nhờ trường non ấy đó, anh không giữ, anh không giữ không non? Hiếu chiều mở theo cái bánh tráng trộn kế bên cho thằng non nó bán nha, bánh tráng nướng mà kêu Đà Lạt á, lật á, giờ nói chỗ nào cũng sai đúng không? Vậy thì sếp luôn luôn đúng, cắm hoa tiếp đi nha. Cảm ơn cả nhà, mình là Simon Tứ, chọc cho cả nhà vui thôi. Đây là một trong những cái clip mà mình đang làm lễ gia tiên ở đây khá là xinh. Thật ra team nhà Tứ rất là dễ thương, mọi người đừng có nói team nhà Tứ là kiểu Tứ la nhân viên, không có la đâu, thương lắm luôn. Không có đứa nào la mà làm 8 năm mới, còn đứa nào 8 năm thì phải cam chịu vậy thôi, chấp nhận thôi, đúng không? Cam chịu nó sẽ có lý do. Nói chung là bánh ít, người ta nói là bánh ít trôi đi thì bánh quy trôi lại, cái gì cũng có giá trị cả. Các bạn muốn học nghề thì các bạn cần phải nghe những cái lời như vậy để người ta góp ý cho bạn giỏi hơn. Còn nếu các bạn lúc nào cũng mình giỏi thì sẽ không bao giờ phát triển được đâu. Ngày xưa Tứ đi làm đó thì cái từ mà nói nặng á, nó quá nhẹ đối với Tứ, có những từ xúc phạm mà đến nỗi mà máu tao nó trào lên tới não luôn. Cảm ơn cả nhà, mình là Sam Minh Tứ ạ. À.